me. Mọi người để view giúp em vào. Cảm ơn anh Tung nha. Sơn tuyệt vời. Cảm ơn anh Dạy nha. Bao năm qua cứ sống vô tư ngây ngô nắng mưa cuộc đời, giờ thì chờ có em cài bao. Kể dù nói nghe để em bằng lòng thì anh bước qua, cứ dắt anh đi lòng vòng đường nào tìm về tìm em có qua. Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mình nên, mình đến với nhau đi cùng tình mình giờ ấm no tự do. Ba má anh đã kêu là mình cua dính ai tiền tao sẽ lo. Bây giờ mình như là tao bảo bố này, con gái lấy đâu cái kiểu mà ăn chơi sao đọa rồi là bạn bè các thứ hả? Tao nói cho các bạn biết nhá, tao gì tao phải cốc lốp trắng. Ở đây không có chuồng chó nhà Long Tồ, cũng không chuồng bò nhà ông Phú, cũng không có. Thì anh Hiếu giúp ở đâu được nhở? Anh trai mình mà cứ làm như gia súc gia cầm ấy, anh trai gì mà tìm một chuồng chó với chuồng bò. Bây giờ mình phải tìm thử mấy cái chuồng lợn xem thế nào. Anh bị làm sao đấy? Anh buồn cười nhở? Anh em chơi với nhau, đứa thì bò, đứa thì lợn. Cái mày cũng là bò à? Anh là lợn à? Chịu đi. Đi đâu? Tìm quanh mấy cái chuồng gà. Phải cười cười sáng em ơi, không thể để lâu lắm anh ơi. Dính bầu mày là mình cưới nhau đi. Mày là mình là mình cưới nhau. Peace.